Xin chào các bạn, hôm nay mình xin phép được tiếp tục với cả giải tiếp 1. Và hôm trước thì mình đang làm dở về đề cuối kỳ câu 1A, một câu lim. Thế bây giờ mình sẽ làm câu 1B, là một câu lim khác. Đề bài như sau. Tính lim khi x tiến đến 0 của 1 trừ sin bình x mũ cotang x trên x. Cái việc đầu tiên mình nhận thấy ở câu này là cái 1 trừ sin bình. Mình chỉ nghĩ là 1 trừ sin bình thì rõ ràng là bằng cos bình đúng không? Nhưng mà cũng chẳng hiểu sao người ta lại phải để là 1 trừ sin bình nữa. Biết đâu để 1 trừ sin bình lại giải được. Tuy nhiên thì kệ nó đi, cứ đưa nó về cos bình nhỉ. Và đương nhiên mình có thể nhận ra được đây chính là dạng một mũ vô cùng. Cos x ở đây là 1, khi x đến 0 cos 0 là 1. Cotang x trên x ở đây chính là vô cùng. Đó. Thế thì nói chung là cứ nhìn thấy cái dạng mũ này mình đều liên tưởng ngay đến việc là tính len. Cho cái này là y. Len y tức là len của lim. Mình có thể để lim ra ngoài và tính len trước. Len của đống này thì mình có thể hạ mũ xuống. Vậy nó chính là lim không của 2 cotang x trên x len của cos x, đúng không ạ? Thêm một cái ngoặc ở đây nữa. Và đương nhiên rồi mình sẽ để nó dưới dạng là phân thức, phân số, làm hữu tỉ đấy, để mình có thể L'Hôpital được. Lim khi x đến 0 của ở đây là 2 cos x len cos x trên x sin x. Đó, bây giờ tính lim của thằng này. Thằng 2 có thể để ra ngoài vì nó chả ảnh hưởng gì cả đúng không? Bằng lim x đến 0, thằng 2 bỏ ra ngoài, nhân với thằng này. Rõ ràng mình có thể, trước khi mà mình lô thì mình L'Hôpital thì mình sẽ đổi cái mẫu này thành là x bình, đúng không? Chứ để x sin x mà L'Hôpital thì nó chả cái sự gì đâu. Cos x len của cos x trên x sin bình. Đó, thì lúc này đạo hàm nó mới có ý nghĩa chứ. Chứ còn x sin x mà đạo hàm thì gì đó. Thêm một cái ngoặc ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ L'Hôpital này. 2 trên sẽ là đạo hàm của tích, đúng không? U phẩy. Tất nhiên có một thằng số 2 ở đây. Nhưng vấn đề là thằng 2 này nó sẽ triệt tiêu với thằng bên dưới, vì thằng bên dưới thành là 2x. Thế nên mình sẽ không viết lại nữa, bên dưới chỉ còn x thôi, đúng không? U phẩy V cộng U nhân với cả V phẩy là cái len của cos x phẩy. Thì V phẩy ở đây lại là một cái hàm hợp. Len của cos x phẩy chính là U phẩy trên U, tức là trừ sin x trên cos x, đúng không ạ? Hàm của len mà. Đó. Trên cuối cùng mình chỉ còn là trên x thôi. Thằng này với thằng này triệt tiêu, đúng không ạ?
mình có thể bỏ thằng trừ sin x ra ngoài, bên trong còn len cos x cộng 1. Tuy nhiên thì nó cũng không ý nghĩa gì, bởi vì kiểu gì tôi chả lô được nữa. Thì cứ để nguyên này. Lim x tiến đến 0, bên dưới đã hàm một phát là thành 1 rồi. Bên trên thôi, chỉ còn bên trên thôi. Lại vẫn là như thế. U phẩy v trừ, à cộng u với phẩy đúng không? Đó, trừ lần trước này. U phẩy v cộng với cả u len của cos x lại là đã hàm lại là trừ sin x trên cos x. U phẩy v cộng với cả u nhân v phẩy, đây len của cos x phẩy vẫn luôn là như vậy. Mình có thể đóng ngoặc ở đây. Bên này còn là trừ sin x đạo hàm là trừ cos x. Đó, cuối cùng chỉ còn thế này thôi. Và đến đây thì tôi thay số vào như bình thường. Cos của 0 là 1, vấn đề là gì? Cos 0 là 1 nhưng mà len của 1 thì là 0, đúng không? Thế nên là thằng này là 0 này. Thằng này thì đương nhiên là 0 rồi. Thằng này là cos không là 1. Vậy cuối cùng thì đây nữa, để thêm một cái ngoặc lên, thì chỉ còn thằng này thôi là trừ 1. Đó. Vậy kết quả của một B nó là trừ 1. Cách làm thì không khác gì câu 1A lắm, tức là tôi cũng cố gắng L'Hôpital 2 lần đúng không? Tuy nhiên câu này thì phải vất vả hơn một chút, hơi dài hơn một chút thôi, nhưng thực ra thì mình thấy là nó cũng nhẹ nhàng. So sánh thử với đáp án, mà mình có để link ở dưới phần mô tả các bạn có thể xem, thì đáp án không thể là trừ một rồi đúng không, vì đây là len y mà, len y bằng trừ một, thế suy ra y bằng e mũ trừ một và bằng 1/e. Đây mới là đáp án. Đó. Tí quên. Thì so sánh với đáp án thì mình thấy là đúng cái chỗ đáp án thì nó lại che mất đi số đấy, nhưng mình có nhìn thấy e mũ trừ, chỉ là không biết trừ mấy thôi. Mình tin là e mũ trừ 1. Thì các bạn có thể làm và so sánh với đáp án của chính mình nhé. Nếu có vấn đề gì thì cứ để ở dưới phần comment. Ok, hy vọng là các giúp đỡ các bạn trong quá trình học tập. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.